Bà nhìn tôi làm gì? Nhìn xung quanh đi, thấy xe là lao liền, rồi rên lao quằn quại lên, hiểu chưa? Làm gì có xe hơi nào đâu, toàn là xe máy thôi mà. Xe máy đâu có được nhiều tiền, lựa cái đường gì nhắm que. Trời ơi là trời, xung quanh làm hết trơn hết trọi rồi. Ráng đi, xong ví dụ này, tôi đổi địa bàn. Bữa sau, tôi chọn đường ven xe lửa, lao luôn cho nó nhiều tiền. Ông điên hả? Thôi mà quá, xe tới kìa. Con có sao không con? Con hỏi sao cho nữ kỹ giò tôi rồi. Ui, đau quá. Chạy cái gì kỳ vậy hả? Một cậu mua cái con đường này hả? Chạy bán mạng như muốn giết người hả? Ủa đâu có đâu con. Xe con dừng lại kịp mà có đụng vô đâu. Thấy con đây đứng đây thì biến mất tiêu. Con thấy nằm dưới xe con luôn. Cái đầu xe của cậu đụng tôi té thôi. Chứ tôi biến đâu mà biến. Chẳng lẽ tôi hùng sao tôi chui ra cái đầu xe của cậu tôi đâm đầu tôi té hả? Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Kỳ ông cứu tôi ra. Tôi làm chứng. Tôi quan sát hết từ nãy giờ. Cậu đụng người ta té xuống mà bước xuống xe không xin lỗi một câu, còn kêu người ta lết vô đầu xe của cậu nữa. Thanh niên chơi chán làm không biết nhận lỗi. Đau quá, chị ơi, đau quá. Chị có sao không chị? Tôi không biết nữa. Chị đứng lên thử coi có sao không. Rồi gãy giò đâu ra, đau quá tôi đứng không được. Chết rồi, có sao không cô? Cái này cô chuẩn bị gãy giò đó. Có sao cô? Có sao cái gì nữa, còn hỏi gì nữa. Bây giờ tôi nói cậu nghe đây chưa? Một á là tôi thưa cậu lên công an kêu công an tới đây. Còn hai đó là cậu á đền tiền thuốc cho tôi đi. Thôi vậy con bắt công an luôn. Báo đi. Chi vậy hả? Ở trên đó mấy anh mấy chú người ta rất là bận rộn, đâu có rảnh đâu mà giải quyết những cái chuyện cỏn con như vậy. Làm phiền người ta chi vậy, tội người ta lắm. Giờ đưa 3 triệu đi. Mình tự giải quyết được thì mình tự giải quyết. Thôi mệt quá đi. Câu như giờ anh nói đúng đó, báo công an vậy thì phiền phức lắm, mà tôi thì trăm công ngàn việc. Bây giờ cậu á, cậu đời cho tôi 3 triệu tiền thuốc đi. Còn nếu mà có lỗi nhiều á thì tôi chịu. Ui da đau quá. Trời ơi chị ơi là chị, 3 triệu ít lắm, đủ tiền thuốc men không? Thì coi như giờ xui thôi chứ biết sao bây giờ. Trời ơi, tại sao có một người tốt như vậy? Cậu thấy chưa, người ta tốt như vậy cậu không đền người ta 3 triệu đi. Cô ơi, con không có tiền cô. Cậu nói vậy được hả? Cậu chạy xe hơi xa vậy mà cậu nói cậu không có tiền đâu tôi. Cậu muốn tôi báo công an không? Tôi bên cậu không nổi luôn á, tôi nói thiệt á. Cậu mặc đồ như vậy mà cậu nói là cậu không có 3 triệu. Ai mà tin? Cô ơi, con tài xế mà chủ xe cô thông cảm với con cô. Chủ xe không phải hả? Tài xế mà chạy bạc mạng vậy. Thôi bây giờ có nhiều được nhiều, có 2-3 triệu, 2 triệu đưa cũng được. Để tôi lo tiền thuốc thang coi như tôi xui đi. Trời ơi chị ơi, thiệt á, tôi thấy mà tôi xót cho cái chân của chị. Cô ơi, con còn có 2 triệu rồi cô. Con lấy con đi cô. Xui thiệt á, đưa đây. Đi. Nè, anh cầm đi anh. Rồi đi không có sao đâu, không có vụ tai nạn nào hết trơn á. Nè, đứng lại. Cái cô kia, cô là ai? Là công an phường hả? Hay là tổ trưởng tổ dân phố? Cô chắc chắn không phải là hai người đó. Tại sao lại xíu chuyện này? Tôi là người đi đường, tôi chứng kiến sự việc từ nãy tới giờ. Chính cậu ta là người hại bà này. Đụng xe bà này té xuống, đúng không? Tại sao lại trả lại tiền cho người ta? Đưa 2 triệu đây. Bà chạy nhanh vô bệnh viện trị cái chân. Đưa đấy. Anh cầm đi. Tôi cũng là người đi đường, tôi cũng chứng kiến nè. Cái cô này cũng băng qua đường, xong anh này anh chạy tới thì anh chạy hơi nhanh, nhưng mà anh thắng gấp lại kịp rồi. Cô này cũng sợ quá, cũng mới té xuống đây, chứ không có một cái vụ tai nạn nào đâu hết trơn á. Sợ đúng không? Đúng. Sợ phải không? Đúng, cổ sợ. Đưa 2 triệu đây. Đi điều trị bệnh tâm lý nhanh. Bệnh tâm, nhanh bệnh tâm lý cái gì mà bệnh gì tâm lý? Nè chú, ở xung quanh đây là có rất là nhiều camera. Bây giờ cô chú muốn chiết xuất lại camera không? Hả? Là sẽ biết được là cô này bị té nặng hay té nhẹ. Từ đó mình mới suy ra được là có bị sang chấn tâm lý hay không. Còn không thôi, bây giờ muốn đúng không? Mình đi lên phường hết là xong. Lên phường giải quyết. Thôi đi. Phiền phức quá. Không có lên phường gì hết á. Bỏ. Coi như tôi xui đi. Ê, phiền phức quá. Xui gì đâu á. Nè, anh cầm đi. Rồi anh đi. Không sao đâu. Cái gì kỳ vậy hả? Người ta là người bị hại, tại sao lại để người ta bị như vậy? Còn đây là nó hại người ta mà, đúng không? Ê, mày tính hại tao luôn hả mày?
ở đâu vậy? Ở đâu mà nhào ra phá đám vậy? Cầm tiền lên tay rồi phải ối ra lại. Đồ thứ khôn nhà dạy chợ. Mẹ, trời ơi, sao mẹ còn la con được như vậy? Con đã nói với ba mẹ bao nhiêu lần rồi đừng có làm như vậy nữa, mà cứ làm hoài để cho người ta phát hiện rồi mới sợ hay sao? Trời ơi, suốt ngày cứ đi lừa người này tới lừa người khác à. Ba với mẹ phải làm việc như vậy, cực khổ như vậy thì mới có tiền nuôi con học từ đó tới giờ. Chứ lấy tiền đâu ra nuôi con học? Thì cái lúc đó con nhỏ con không biết, bây giờ con lớn lên con biết rồi, con biết như vậy là sai, con mới nói là ba mẹ đừng có làm nữa. Mà bây giờ ba biết không, mà con cũng đi làm chứ bộ, là con cũng có thể tự nuôi con ăn học được rồi, rồi con cũng có thể tự nuôi gia đình một chút xíu, con tự nuôi ba mẹ được rồi. Con nói ba mẹ được bao nhiêu rồi? Con nuôi được sơ sơ. Sơ sơ phải không? Vậy thì túi ba vẫn phải tiếp tục đi làm. Ba con nói là người góp công người góp sức, ba con tính kế, còn mẹ thì phải nhào ra xe. Đúng mà. Đúng, đúng cái gì mà đúng. Vậy sao ba không làm đi, ba để mẹ đàn bà phụ nữ mẹ làm vậy? Con ơi, con nói con biết suy nghĩ không con? Con nghĩ đi. Nếu như mẹ con lao ra ngoài đầu xe, người ta có phát hiện á, thì người ta chỉ chửi rồi trách móc sơ sơ thôi, đúng không? Ba mà lao ra đầu xe mà người ta phát hiện, người ta quýnh ba bờm đầu luôn, con hiểu chưa? Thôi thôi, con không nói chuyện với ba mẹ đâu. Con trễ giờ để mẹ, con đi làm. Con mới đứng lại, con trả lời cho ba biết tại sao con phá cái chuyện làm ăn của ba với mẹ hả? Càng lớn càng lớn. Ông ơi. Gì? Làm cú này nữa gắt kiếm phải không? Hên xui đi. Hên xui gì? Đã hứa con Chi là gắt kiếm là gắt kiếm đi, đừng để cho con nó buồn. Sao tôi mệt quá? Từ từ tính đi. Chứ quà. Bà làm gì vậy? Bà. Bữa nay bà diễn xuất được của ta. Trời ơi. Ba. Mấy người xuống xe. Đúng người ta chết người kia bước xuống xe nhanh lên. Mấy người xuống xe. Tôi có sao không? Con sao? Trời ơi, gãy giò tôi rồi. Trời ơi, gãy giò. Cô chú cho con xin lỗi. Tại cô lao ra nhanh quá, hên là con thắng kịp, chứ không là con đụng cô rồi đó. Tôi đâu có lao ra nhanh đâu, tôi băng qua đường mà mấy người đụng tôi, mà mấy người nói cái gì vậy, đau quá. Bây giờ cô chú ở đây đi, con kêu ông chủ con xuống. Ê, nó nghe nè. Ông chủ, 10 triệu không? Hơn à, 20 có à, 20 á. Mới sáng sớm một vụ làm ăn đã thấy bực rồi. Gặp cái đám mày còn dạ nữa hả? Muốn đền không? Bao nhiêu cây? Cái gì cây? Ủa? Cây là gì? Nè, tôi nói cho em nghe nha. Chú em đụng người ta thì chú em phải đền tiền, đúng không? Nè, tập tạ đồ ha. Đây có cơ á thì đây cũng có mở nha, không sợ nha. Nói chuyện thì đừng có chị, ok. Ê, con nhỏ không hủng với người già nghe chưa nha, bây giờ có thền không? Sao chứ vậy? Vậy bây giờ muốn sao nè? Bây giờ tôi hỏi, nãy giờ tôi ngồi trên xe không thấy mặt tôi nên muốn làm loạn hả? Dạ em thấy mặt anh rồi, em thấy cái tay luôn. Ủa sao nó không ra vậy anh? Dở mặt hả? Bây giờ muốn bồi thường bao nhiêu? Dạ không. Dạ em không cần tiền bồi thường nữa. Đi. Dạ thôi đi bà đi. Ủa đi đâu à? Ông muốn đền hay sao? Không không. Dạ ông không muốn bồi thường nhưng mà tôi muốn bồi thường. Đến cứu ba mẹ đi con ơi, có chuyện rồi con. Con đã nói bỏ bao nhiêu lần rồi mà không chờ. Thôi bây giờ ba mẹ tự giải quyết luôn đi. Không, ba tính cứu này cứu chót, nhưng mà không ngờ. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Đánh ba mẹ đau lắm con ơi, cứu ba mẹ đi con ơi. Đau nè.
Má, anh đừng quýnh tôi nữa. Thôi bà đừng đánh nữa mà. Má anh ơi, má anh tha cho tôi đi, đừng quýnh tôi nữa. Má anh ơi. Bây giờ có ai đánh chục mấy người không? Có. Con tôi tới rồi. Có chuyện gì vậy? Ăn dạ chứ gì, làm mất thời gian của tôi á. Có tiền chuộc không? Mấy người này thiếu mấy anh bao nhiêu tiền? 5 triệu. Gì? Ê. Làm gì? Cái gì, tôi có thiếu tiền mấy anh đâu. Tôi còn nhiêu đây nè, mấy anh cầm uống cà phê đi. Coi như tha cho cô chú này lần này nha. Đủ rồi, đi mày lên xe. Chào cô chú con đi. Cô chú đứng dậy đi. Cảm ơn cậu nha. Sướng thiệt, vừa quánh người mà vừa có tiền nữa. Thôi đi. Cậu ơi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu, chắc hai cái thân già này bị tụi nó quýnh chèm bẹp luôn rồi đó. Ủa, mà cô chú làm cái gì mà để người ta nói ăn dạ vậy? Không có làm gì hết á. Cô hy sinh, cô chạy ra ngoài đầu xe của nó, là cô giả bộ cô té rồi kiếm tiền vậy thôi á, chứ không làm ảnh hưởng gì tới nó hết đó. Trời đất ơi, cô làm cái gì mà liều mạng như vậy? Thôi, dù gì giải quyết xong rồi. Con nghĩ cô chú mốt đừng có làm vậy nữa nha, kỳ lắm. Không dám làm nữa đâu. Với lại có hoàn cảnh con ơi, cô chú có đứa con gái á, nó đẹp ghê lắm mà nó học giỏi nữa, mà ngặt cái cô chú nghèo quá không có đủ tiền lo cho nó ăn học, cho nên buộc lòng cô chú mới làm cái chuyện vậy thôi. Thiệt luôn á, con gái cô chú đẹp lắm, sinh nó ra không giống cô chú, nó giống ai á, mà nó đẹp dữ lắm. Nói thiệt mà, con đợi một xíu đi, nó tới đây nó gặp con cái đảm bảo con thích nó liền, nó đẹp lắm thiệt. Dạ con không cần đâu, thôi con có việc đi trước, chào cô chú nha. Cậu giúp vợ chồng tôi á, chưa có nói tiếng trả ơn với cậu, hay là bây giờ cậu đứng đây đi, rồi một lát con gái tôi tới tôi kêu nó là trả tiền cho cậu nha. Đúng rồi, ông bà xưa nói mà, làm ơn mắc quán, con hiểu không? Con nhớ là có ơn phải trả mà. Bị học ít mà hay nói. À, có ơn là phải trả. Bây giờ này đợi chút xíu đi, con tôi tới, nó không có tiền trả lại cho cậu, nó nâng khăn sửa túi cho cậu luôn. Du Yên. Dạ. Tôi nói thiệt mà. Thôi, cái này con không cần đâu. Bạn con đang chờ con. Con đi nha. Trời đất ơi, cái xe kìa. Cậu này mà đồng ý. Ôi, sao con ba mẹ, ba mẹ có sao không vậy? Ba mẹ không sao hết á. Ủa ba mẹ không sao kêu con chi? Nè, nhưng mà nhờ cái cậu đó đó, bỏ ra 5 triệu để bồi thường, ba mẹ không bị đánh, đi theo trả tiền người ta đi. Cái cậu đang leo xe kìa, đó lẹ lên. Dạ. Lẹ lên. Ê. Ủa? Là cô. Là anh hả? Cái gì vậy ba? Bà mới bồi thường cho người ta 5 triệu. Nhưng mình có một chàng rể triệu đô. Ê, nè, cái vụ án này mà dính một cái đó hả, là coi như nửa đời còn lại của mình khỏe ré. Tôi về đăng ký học lái xe. Dạ. Hồi nãy ba. Ủa, đâu rồi? Mới đâu mất tiêu ta? Hồi nãy ba mẹ tôi nói là anh giúp ba mẹ tôi 5 triệu hả? Cảm ơn nha. Hai người đó là ba mẹ cô đó hả? Tôi giúp họ 5 triệu đó. Nhưng mà bây giờ tôi không cần lấy lại đâu. Nhìn cô chắc cô không có 5 triệu để trả tôi đâu. Nè, đóng cửa lại. Anh không cần, nhưng mà tôi không thích nợ nần gì hết trơn á. Hà, để tôi trả anh luôn nha. Chứ anh nhìn tôi có lẽ là anh xem thường tôi đúng không? Nghĩ tôi không có tiền đúng không? Tiền đầy túi nè. Túi nào cũng có tiền hết trơn á, nó giỡn nha. 5 triệu đúng không? 4 triệu. Thì lên. Từ từ đợi xíu. 4 triệu 7, 4 triệu 9, 80. Thôi có gì đâu, thiếu có 20 ngàn à. Nè, cầm đi. Rồi chừng nào gặp anh tôi trả anh 20 ngàn sau. Cảm ơn nha. Nè, tôi quen xài tiền chẳng rồi. Tiền lẻ tôi xài không có quen. Giữ đi. Ê, nè. Cái gì? Không có được, anh phải lấy tiền của tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không có quen xài tiền lẻ. Chừng nào đủ tiền để đưa tôi. Buông ra. Cái anh này hung dữ à. Đào cái tay. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.